Ngoại trưởng Mỹ tự tin khẳng định Ukraine có khả năng giữ vững phòng tuyến ở miền Đông. Trả lời phỏng vấn hãng tin CBS Newser ngày 12 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận việc phương Tây trì trệ trong viện trợ cho Ukraine suốt nhiều tháng đã kéo theo hậu quả. Ông ngầm ý nói rằng sự đình trệ này đã tạo điều kiện dành ưu thế trên chiến trường Ukraine và gần đây nhất là đợt tấn công vào tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine. Ngoại trưởng Blinken nói vì vậy chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đẩy nhanh sự hỗ trợ này. Châu Âu cũng đang làm như vậy. Hãy nhìn xem, tôi tin rằng Ukraine có thể giữ vững phòng tuyến ở phía đông một cách hiệu quả. Ngoại trưởng Mỹ cũng tin tưởng Kiev có thể tiếp tục phát huy những lợi thế đạt được ở Biển Đen, khiến các lực lượng Nga gặp nguy hiểm, kể cả ở bán đảo Crimea. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh chúng tôi đã cung cấp các hệ thống để thực hiện điều đó, nhưng đây là một thời điểm đầy thử thách chúng tôi sẽ không đi đâu cả, và hơn 50 quốc gia đang hỗ trợ Ukraine cũng vậy. Điều đó sẽ tiếp tục. Trước đó, Nhà Trắng cũng nhận định, lực lượng Nga sẽ tiếp tục tiến công ở Kharkov, nhưng sẽ không có những bước đột phá. Hôm ngày 10 tháng 5, Nga tấn công xuyên biên giới nhằm vào Kharkov và tuyên bố kiểm soát chính ngôi làng tại đó. Đây là đợt tấn công xuyên biên giới nghiêm trọng nhất của Nga kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm. Kharkov là thành phố lớn thứ hai của Ukraine và nằm sát biên giới Nga. Nga từng kiểm soát vùng lãnh thổ này ở những ngày đầu xung đột, song bị đẩy lùi vào tháng 9 năm 2022. Binh sĩ Ukraine cho biết, giao tranh đang nổ ra ác liệt ở thị trấn biên giới Vochansk cách biên giới Nga khoảng 4 km và cách thành phố Kharkov khoảng 45 km. Lực lượng Ukraine đã tìm cách phá vỡ vòng vây của quân đội Nga. Một binh sĩ Ukraine kể lại quân Nga đánh vào các vùng ngoại ô, chúng tôi đáp trả. Chúng tôi chiến đấu cho từng tất đất. Lực lượng của chúng tôi có lúc bị bao vây, song chúng tôi đã kịp giải vây và lập một phòng tuyến mới, đồng thời gây tổn thất lớn cho bộ binh của đối phương. Trong báo cáo đưa ra lúc nửa đêm ngày 12 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã đạt được thành công về mặt chiến thuật với 14 trong số 22 đợt tiến công trong khu vực vẫn đang diễn ra. Lực lượng Nga triển khai lực lượng đáng kể để tấn công thị trấn Vochans, song Ukraine vẫn đang nắm quyền kiểm soát lãnh thổ này, đẩy lùi các nhóm quân nhỏ của Nga. Theo người phát ngôn quân đội Ukraine Nadia Voloshin, Nga đang tập trung đánh vào Vochans và thị trấn Lipsi cách biên giới Nga hơn 7 km và cách thành phố Kharkov khoảng 20 km. Người đứng đầu chính quyền quân sự Vochans cho hay, hiện giờ, máy bay không người lái của Nga liên tục hoạt động ở khu vực. Moscow cũng liên tục pháo kích thị trấn. Hơn 6.000 người dân ở đây đã được sơ tán. Hiện chưa rõ mục tiêu của Nga khi nhắm vào Kharkov, song các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, IFV có trụ sở tại Mỹ cho rằng Moscow đang tìm cách khiến Ukraine trút bớt lực lượng khỏi vùng Đông Bắc, miền Đông. Ở Đông Bắc, Nga đã đạt được những bước tiến chậm nhưng chắc. Mục tiêu của Nga được cho là kiểm soát hoàn toàn Đông Bắc tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và phát hành. Cảm ơn bạn đã theo dõi.